là nó chết sinh 7 năm thì nó mới mất mà. à, tức là thế Chuyện là nằm trên giường à, tức là thì sinh đấy, cái thằng con à, trai à đây là câu chuyện lần đầu tiên cháu được nghe. Thế thì đấy, ông kể tức là là rõ biết cho cháu được không ạ? nó mấy tháng thì bắt đầu nó khóc Vâng. xong rồi bắt đầu nó giật, cuối cùng là nó cứ nằm liệt trên giường phải bón. Bảy Tôi với bạn như là được mấy tuổi không? không, Hay được bảy mấy? năm bảy bảy tuổi đây, 7 năm, 7 năm nó 7 mới tuổi. chết. Là cái chú đấy là mất. Vâng, À, thế là đấy là do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. ra cá. Hôm nay thì én trở về Nam Định và đến thăm ngôi nhà của bác Hoàn, cựu tù Phú Quốc năm xưa. Và ngày hôm nay thì én đến để xem cái khu nhà, để làm cái khu nhà vệ sinh cho bác. Không biết là bác có nhà không? Đấy, ui giời, ông trồng đầy hoa này. Ông Hoàn ơi, cháu đây. Ui rồi. Đấy, ông đang ở nhà một mình. Đấy, à, ông có con cún này à? Đấy, ông có con cún vui cửa vui nhà hơn nhỉ. Dạo này ông khỏe không? Tạm vậy thôi à. Ông con về để con xem cái khu để làm cái xem cái khu để làm cái khu nhà vệ sinh cho ông xem nào. Đây, hôm trước là con bàn với chú là định làm cho ông ở Cái này vâng ở cái chỗ gian này, nó khoảng mấy mét ông nhỉ? công đấy Chỗ này chắc thì chỉ được mấy mét thôi đúng không? Ngang 2 mét à? chiều dài cũng khoảng 6 mét, chút rồi 6 mét thì là hết cái nhà Đây, này. à, toàn bộ cái chỗ này là én đang muốn làm cái nhà vệ sinh cho ông, à, để đây để cho năm nay ông gần 80 Tôi rồi. với cháu nó xuống anh nói À, thế thì và chúng nó đo được, nó nói chuyện với đó, anh thế là vàng à, khảo làm hết ra đây coi nó phá cái này tức nó là bằng đập hết ngoài được cái đoạn tường này đi anh ấy, từ nói chung cái khung cũ này đập hết và phải đập đây chứ, cái chỗ này là phải đập bỏ hết này, và xong rồi là xây xây mới xây bi, và xây chú dựng nói được là xây bi vào đây và lập cái mái lập bằng mà mái tôn lạnh thôi. tôn lạnh, đúng rồi Đấy thế thì cái cháu chỗ nói này thế, cháu nói thế đây là hết cái và bằng cái nhà trên này. đúng rồi thì để thế chỗ này nó chỉ như chú bảo là nó chỉ được khoảng 8 mét vuông cùng thôi, Chắc đấy đi, chắc chỉ anh nói được là 8 thôi. 8 mét vuông thôi Chiều ngang nó này 2 rồi, và còn chiều dài khoảng 18, cứ cho là 8 đấy. mét đi. Đây là én đang mong muốn để én làm cái nhà vệ sinh cho ông để mùa đông này ông không bị lạnh lẽo nữa. Chứ bây giờ là ở trong phòng này mà bệnh tật tuổi Sao già ra vào nó nó bất tiện. nghiên Và đi mấy gian xuống dưới này. Đây, cuối đây là gia đình của bác Hoàn, là cựu tù binh của Phú Quốc năm xưa. Đấy, thì ngày hôm nay én về đây để xem bàn bạc để làm cái nhà vệ sinh cho bác để cho bác tiện. Chứ bây giờ tuổi già rồi, mỗi mình sống ở trong một căn nhà này, các con gái thì có mấy con gái đi đi làm ăn xa hết rồi, mà tuổi già thì chân tay ốm đau. Đấy. Chân tay bị khớp. Khớp là ngày xưa là bọn Ngụy nó tra tấn, ông là tù cựu tù của Phú Quốc, tù quân sự đấy, nên là tù quân sự là còn đỡ hơn là so với tù chính trị ngày xưa. Tù chính trị ngày xưa là còn bị chúng nó tra tấn nhiều hơn. Thế là ông đi nấu cơm một đây à, bữa cơm trưa đây là ông nấu cả ngày à hay như Ngày nào? nấu cả ngày, Tức là một mình là cứ nấu cả ngày như nấu này, cả ngày là ăn cơm trưa. rau như vậy, Vâng, tức là tự chuẩn bị hết vậy. ngày thì Đấy. có đám Thế dạo này là có vẫn vẫn ông vẫn tiêm thuốc đầy đủ đi chứ? mới tiêm qua mới đi được, À, còn chân tay nó cứ hai cứ đầu mũi vẫn này đi xuống bàn chân. bác sĩ ở quê là vẫn tiêm cho đấy, Vâng, y tá vẫn tiêm cho ông bác thì sĩ ông đấy. cha đừng đùa. Đấy thì con về để hôm trước con gọi cho chú rồi để xem Tiêm trong cho một liều thuốc nữa, à, hai một liều, liều thuốc này. hai Mà mùa đông thì nó lạnh lẽo là nó sẽ rất là đau hơn đấy. liều Mùa hè có khi nó còn đỡ. Đấy, nên là người chiến sĩ cộng sản về với đời thường thì sức khỏe lao động nó cũng không có nhiều. Đấy, đã trong những năm tháng bị nó tra tấn rồi.
Đảng và nhà nước là vẫn quan tâm đến hàng tháng. À, đợt này là của ông là đợt này của ông như vậy là được khoảng khoảng được 1,5 triệu không ông nhỉ? À, được khoảng 1,8 triệu một tháng. Và khoảng 1,8 triệu một tháng thì là tiền của nhà nước nhà nước cho ông đấy. Đấy thì đây này. Đấy thì và đấy. Một tháng như vậy là nhà nước cũng hỗ trợ cho ông tiền tù đầy đấy là được khoảng tầm gần 2 triệu, 1,8 triệu à. Đấy, và bây giờ thì Én thì muốn làm cho ông một cái nhà vệ sinh ở đây để tuổi già ông không phải đi ra ngoài. Đấy, thì cái này cũng là cái nguyện vọng của Én muốn thực hiện được để nếu giúp mà giúp có cho ông. Thì nó rộng ra một tí nữa thì vâng. Thì ví dụ như bão gió thì nếu mà vâng thì bão gió vào đây thôi. Chứ, thì nó đỡ. Vâng. Thì chứ còn mùa đông chả phải bão gió mà mùa đông tuổi già rồi ông làm sao mà ông đi ở vệ sinh bên ngoài được, đi bô ở trong nhà nó rất là bất tiện, rồi sau này lúc ốm lúc đau, con cái thì toàn ở xa, thì bà con lối xóm ở bên này thì người ta cũng ốm đau mới chạy sang thôi, chứ làm sao mà hàng ngày người ta chạy sang thường xuyên được. Đấy. Đây là huân chương. Đây là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đấy. Lâm thời thôi nhá, nên nhớ nhá, lâm thời. Đấy là hạng nhì là Nguyễn Hữu Hoàn. Đã có thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Đấy. Còn cái này là huân chương kháng chiến. Qua thời gian năm tháng thì cũng đã rách, cũng đã bị rách đi rồi, nhưng là ông vẫn còn giữ lại được, mang đi mang lại rất là nhiều, nên rừng xuống biển đấy, đúng rồi, ông còn đi khai hoang cơ mà, tức là cuộc đời của ông là ông sau này ông về là ông còn đi khai hoang nhỉ? 10 năm ông đi khai hoang, là thời điểm đấy ông khai hoang ở đâu? Ở Yên Bái. À, ông ở Yên Bái à? Ông ở vùng nào? Ở vùng Hòa Cuông. Ở vùng Hòa Cuông á? Xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. À, của Trấn Yên à? Vâng, của Trấn Yên. Trấn Yên của Yên Bái. Vâng. Thế là ông ở trên đấy 10 năm. Vâng, tính là 10 năm. Và như là sức khỏe nó cũng không 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 ấy không ổn mấy ông nhỉ? Vâng. Bởi vì là cái sức khỏe nó quan trọng lắm, mà nhất là tù đầy nữa rồi. Đấy. Nên là nguyện vọng của chúng con là sẽ để làm con nguyện vọng của con của cháu Én là muốn làm cho ông để giúp cho ông tuổi già, ngoài cái việc sức khỏe rồi thì phải có cái đảm bảo được cái nhà vệ sinh nữa ở trong nhà, chứ bây giờ nhìn ở cái bên ngoài nó mùa đông mà mưa gió cái thứ mà ông đi ra ngoài đêm hôm thì không 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 ổn được. Đấy, rất là bất tiện. Nó đi xa chứ không... mà con gái thì lại ở xa. Các con gái thì ở xa hết, không không vâng. Hỗ trợ được cho bố mấy. Thế là ngày xưa là 10 năm ông ở Trấn Yên. À, thế là làm rừng đấy. Làm rừng. Nên... làm rừng. Đấy. Thế rừng này. Bé đấy, nên là chân tay của ông là bây giờ là đau. Nói ông đi lên đấy thì sinh một thằng tàn tật đi chứ. Ra cam đấy chứ. Nhưng mà rồi... tức là nó sinh... 7 năm thì nó mới mất mà. À, tức là... khi nằm trên giường à, tức là sinh... đấy, cái thằng con trai... à, à, đây là câu chuyện lần đầu tiên cháu được nghe, thế thì đấy, ông kể rõ cho cháu được không ạ? Nó mấy tháng thì bắt đầu nó khóc, nó được. Khóc xong rồi bắt đầu nó giật, cuối cùng là nó cứ nằm liệt trên giường phải bón. Bảy tôi với bạn. Mà như là được mấy tuổi không? Không, hay 7 năm, 7 7 tuổi đây, 7 năm, 7 năm 7 nó tuổi. Mới chết. Là cái chú đấy là mất. Vâng. À, thế là đấy là do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Da cam tôi hoạt động với nhau, họ nói là nó có ít ngày, ít thời gian hoạt động. Tức là những cái vùng đấy, vùng Tây Linh như tức đâu. Là ông đi qua cái vùng đấy thôi. Không hoạt động ở đấy. À. Ở Tây Linh mà. Nhưng là thế là ông không được cái chế độ đó à? Không có, ít nên là ít. Họ không cho. Tức là do cái thời gian ở đó ít ấy. Vâng, thời gian ít rồi đi Long An, đi hoạt động hai cái tỉnh đó.
Thì sau khi ở Tây Ninh mà xong bắt đầu ông về Long An để tiếp cận với cả Vâng, đi thành xuống. đô, tức là tiếp cận Vâng, với Sài trước Gòn. xuống Sài Gòn. Thì là về tới Sài Gòn là đánh Tân Sơn Nhất là ông bị bắt rồi. Bắt Vâng. tù đầy mất 5 năm ở Phú Quốc rồi. Vậy Phú Đấy. Quốc nó cũng rải chứ, nó rải xung À Phú quanh, Quốc nó cũng giải nó cũng rải, à? À nó giải. cũng rải quanh như nhà tù ấy, nó rải xung quanh rừng ấy, Ôi ôi kinh khủng chứ quá. không phải không đâu. Nhưng Đấy. mà rồi mình nói có nhà nước bây giờ mình làm sâu rồi, tất nhiên là cẩn thận, nhưng mà mình thiệt lắm, Vâng. trên cứ còn có ít đi, Vâng. đâm Nói là nó nhà nước hơi bị thiệt. Nó vâng. cũng nhà nước thì họ biết, nhưng mà dưới họ làm tất nhiên là nó cũng có trên lệch tí, đâm nó Vâng. mình không được được Cũng hưởng, đâm nó hơi vâng. thiệt. Thiệt thì Vâng. mình kể vậy thôi, chứ nhà Bởi vì là nước vâng đúng rồi, mới cả nhất là ngày xưa là khi mà lúc đấy còn ở trong rừng đi làm kinh tế khó khăn như thế rồi là chính sách của nhà nước lúc đấy có khi là cũng chưa đầy đủ được hết, nên là cái việc mà vâng xác nhận cho cái chú mà bị chất độc màu da cam đấy mà 7 tuổi là mất đấy, vì mất rồi thì đâm nên ra là cũng không có bằng khó. Đúng rồi, chứng, vì nó sau cũng này làm giấy tờ đâm không có bằng chứng lắm, mất ở trên rừng dạ. 7 năm thì Thế là chú mất là cứ việc, nằm tại một chỗ đấy. cứ nằm thì bón cơm thì khóc rồi giấy dọn vậy Đấy. chứ không ấy được. Tội ác của chiến tranh nhé, hùng bom nhá. Đây chính là hùng bom nhá, nghe chưa? Đây Vâng. là bác Hoàn bác kể nhá, đây chính cuộc đời của bác luôn nhá. Chứ không phải Đấy. không. Đây là tội ác của dioxin đấy, chiến tranh đấy, đây là chất độc dioxin đấy, đã Thuốc men mãi tôi vừa và làm vất vả, đi ở rừng thì kiếm những cái lá thuốc lá ông thầy nhưng ở đâu có, đi vâng. mãi mấy cái xã, mấy cái ga trên và ga hóp ga gì trên, cứ nghe tiếng ở đâu với ông thầy lang ở đâu vào mụ đâu về chẳng chữa được, Dạ. vẫn thế. Cũng không thể cứu được. Và Đây là tội ác của chiến cứ tranh đấy. bón dãy dọn thì có làm gì ở đâu, Vâng. xây có một người phục vụ liên tục ở nhà làm, mấy đứa chị nó còn bé bé đáng được đâu, cứ một người ở nhà người đi làm phát lương quét rậu trồng sắn trồng quay nên mình, nhưng mà nó kể vất vả như nhỏ, còn mình lúc giờ cũng còn tí sức làm tí vậy. Đấy, tội ác của chiến tranh chất độc dioxin mà Vâng. bây giờ là dân tộc Việt Nam của chúng ta rất là nhiều gia đình vẫn còn đang phải gánh chịu cái nỗi Còn đau gánh này. chịu nhiều lắm, không thể có điều là bù lắp lại qua qua, chứ còn bệnh nó dai dẳng, nó truyền từ cái thế hệ này sang thế hệ kia chứ không phải Và là xong cái là thôi đâu. kinh khủng rồi. Cháu cũng đã vào những cái vùng mà bị chất độc dioxin rồi. Đấy, và Con cây người thôi chứ cỏ đến còn bây bây giờ không mọc giờ, được. vâng, dần dần thì nó vậy rồi, nó khác đi tí thôi, chứ còn được những cây nó vẫn còn chết nhiều. Kinh khủng đấy, nó biến đổi gen, nó là một cái mà rất nguy hiểm. À, đây là chiến tranh sinh học đấy. Nhưng mà bây giờ đấy, tuổi thì già rồi, năm nay là ông chắc kém mấy tháng nữa là ông 80 thôi Vâng, mấy tháng nhỉ. nữa Đấy. hết, mấy tháng năm 2023, 23 này 24 là được 80. Vâng. Đấy. Thế là cái chú mà bị chất độc dioxin đấy là sinh năm bao nhiêu ạ? Làm biết giấy khai sinh không nhớ, biết Là khoảng năm bao nhiêu? Chắc lúc đấy là phải bảy bảy mấy không? Thì là 7 năm ông về nhỉ? sinh Hay bảy mấy ông về nhỉ? về đây á. Là bảy bảy ba là trao trả À, tù binh. vâng, 73, 73, 75 đứa về hẳn nhà. Tức là 73 trao trả tù binh xong là ông còn vẫn còn ở đơn vị. Ăn dưỡng rồi các À. thứ chế độ rồi đâu vào đấy Và rồi, xong rồi bắt đầu nguyện vọng của mình, xong rồi bắt đầu bỏ với cho về chứ. à, Ví đến 7 dụ năm ông mới về. Đấy, 7 thì năm về. về thì là sau mới có chú đấy đúng không? Hay là chú đấy gần Vâng, út? không, 7 năm về xong rồi lúc giờ ở nhà thì mẹ con nó còn bé nheo nhóc về gần thì rồi thôi nhà chật, mấy anh em đất chật rồi thôi, rồi có anh ruột ông ở trên đấy, thế Trên là trên Yên xin Bái đi, đấy. xin đi khai hoang nó rộng rãi mình thoáng, nghĩ vậy mới Và đi cả nhà lũ lượt rủ nhau đi. nhưng giờ rồi lại lại lên trên đấy cũng không làm được, nên là ở một Không, rồi nói thật thì lúc giờ trên đó thì nó cũng thế, làm vất vả mà nó cũng bình thường, và nhưng mà sau nghĩ là ở dưới này họ chia lại ruộng, nói thẳng vậy à chia lại ruộng thì mỗi người rồi đây đất đai nó còn nhiều, thì vâng. vợ ấy bảo bàn bảo
Ừ, thì mỗi mỗi khẩu 168 biết về liên hệ với địa phương này, nhân Vâng. tiện là chưa này ruộng thì mình về. Với có một thằng con trai nó ở dưới quê, chủ yếu có một thằng con trai, thằng kia chết rồi, Vâng. không có, không thằng kia nó còn sống thì có khi ở đấy thôi, đúng giờ Vâng. làm ăn nó cũng tạm được rồi. Vâng. Lúa má thì tích cóp thì nói chung tiết kiệm thì, củ sắn củ khoai nó cũng có đồng loại tạm đủ rồi, Vâng. ăn uống rồi các cháu lớn lên nữa nó làm được. Dạ. Nhưng mà nghĩ là có một thằng ở trong ở dưới này thôi, nó đi cũng đi bộ đội xong rồi nó về, về xong rồi nó về, về quê ở với bà với các cháu ở dưới này đi làm ăn Vâng. thì thôi rồi về với cháu cho nó có một thằng con trai, chứ còn thì con gái thì nó đi lấy chồng nọ kia thì thôi. Vậy mới về nhân tiện họ chưa ruộng nữa, thế mới rủ nhau này hót về Dạ. mang tiếng này đồng rừng nhà cửa, vậy mới về bán đi, về để sắm được cái đèn Hoa Kỳ rồi cái tâm cái chiếc ở trên phải sắm hết, nói chung là nhỏ về rồi xong là có tí vốn tí liếng mấy trăm bạc mang tiếng to về để cùng góp với thằng con trai nữa, xây nhận nhà với đóng gạch rồi rồi làm các thứ phụ với nó thêm vào, chứ con trai nó bắt đầu mới xây chung một cái nhà, bây giờ nó Và tức hơi là chật, nhà chú ở trên kia. vâng Và hơi chật nữa bảo thôi thế này chú mua cái nhà này của anh em thôi nhượng lại thôi, lúc giờ nó còn đổ nát nữa, bắt đầu với vợ chồng với tiết kiệm có mùa mấy mùa mới trả được, cái nói Tức là đi mua vay nhượng mượn lại ấy. tiền vàng của họ đi, của bà Vâng. Thụy thế này, chính bà Thụy là bà người tốt nhất trong cái xóm này, Vâng. cứ có là bà, cứ khi có bà tháo nhẫn vàng ở tay là bà cho mượn, Dạ. bà Đấy. không không trả được cái sao bà mùa này nó thu hoạch kém quá, nó sâu bọ rồi có mẫu ruộng thôi chứ gì đâu mà Vâng. mang tiếng vậy, còn các cháu nó đi làm vậy quanh quanh thôi, có nó làm được gì, Vâng. thế là cứ nợ nần rồi dần dần rồi. Mua sắm các thứ sửa lại, chứ còn nhà trước thì nó thấp mới lối niếm có dám lên đỡ đâu, để Dạ. sau mới sửa lại dần dần mới sửa, mấy năm mới sửa lại một lần Dạ. lần cái nhà này bây giờ thôi. Nên lúc các con lớn trưởng thành thì vợ lại chết Dạ. vì bệnh tim hồi trước, hồi tim hồi bắt đầu ấy có thuốc của nhà nước ấy, lúc giờ còn chế độ đi bê đi Vâng. phải có được tiêu chuẩn sổ khám chữa bệnh mà không mất tiền đâu, cứ Vâng. đi nằm hàng tháng ở bệnh viện, được cái ông bố vợ ông nhiệt tình, ông rỗi ông già già ông đi, còn các cụ ở đây bên nội mang tiếng bên nội mà làm nông nghiệp đây yếu thì có đi được đâu, Dạ. thế là rồi đến lúc khá khá thì bà ấy Lại mất. lệnh mất, Vâng. chứ bà ấy còn Thế là cũng bây khỏe giờ là mà ông sống bao nhiêu năm một mình rồi? cũng nên Bà cũng mất gần chục năm gần đấy, chứ chục không biết năm rồi đâu, à? bà Đấy. giờ cũng chết gần chục năm rồi, bảy Vâng. tám năm gì Thế đó. thôi ông sống một mình ông cố gắng nhá, sức khỏe Vâng. nhá. Còn những cái việc mà cháu đang muốn làm để giúp ông thì cháu sẽ cố gắng để Vâng. đấy là én bạc sẽ cố gắng để làm cho ông cái nhà nhà vệ sinh ở đây đấy, nên Vâng. là chỉ mong ông là tuổi già là ông thoải mái tư tưởng đấy, đấy là chơi mấy cái cây cảnh này, hoa giấy ông trồng rất đẹp ở sân đây này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy hoa của ông mà ông trồng là ông là hội sinh vật cảnh đấy, nên ông trồng hoa là nó rất là mát tay hay sao, nở nở rất là đẹp này đấy. Còn bình thường là buổi tối và ông là sinh hoạt này, đây đây là cuộc sống rất là thật tại ngôi nhà của ông như thế này. Đấy là tôi đến vào buổi trưa thì là ông đang đi nấu cơm đấy, thì là buổi tối hoặc đi vệ sinh là ông đang đi khu vệ sinh ở ngoài này đấy. Thì là cái chỗ này là cái chỗ mà tôi muốn đang làm cho ông cái nhà vệ sinh ở chỗ này để cho nó khép kín để từ từ trong nhà là đi ra luôn đấy. Thế là ông cứ hàng ngày là phải đi vệ sinh là ra tận đây. Thế là hôm nay con mới biết là câu chuyện là ông có một người con là chất độc Vâng, màu da cam đấy. đúng hôm nay tôi mới Đấy. nói này, Hôm nay ông mới nói đấy, nhưng con về lần này không là không biết, 3 4 lần rồi mà hôm nay con không về nghĩ đây. là biết đâu, nói Đây là ông rồi có cái nhà vệ sinh ở ngoài này thì nó lại đấy, nằm nói thật ở với tít ngoài anh này luôn. cái này là bà chị cả đấy, À. hồi nói kể nó dùng dài, bà ấy cũng hướng là về chơi Và vì hay đó là
Bà chị cả. bà chị cả vừa mới chết này, bà chị Và cả của bà ấy, của à, vợ tôi ấy. Thế chị là vợ. vâng, thế là lúc bây giờ bà ấy đẻ nhiều thằng con trai, Và 9 đứa cơ mà, chết một đứa còn 8 đứa con trai, một và thằng liệt sĩ đầu. Thế vào hồi còn bé là bà ấy chưa lấy chồng, chưa lấy tôi đi. dạ Thế mà vẫn bảo ấm cháu cho chị làm, anh chị làm ấy. Thế rồi bà ấy nhớ ơn lúc bây giờ là rì, gọi là rì, là em đấy. vâng Rồi bế ẵm chúng nó xong rồi lúc về thấy khó khăn quá, bà ấy cho 5 triệu, 5 triệu làm cái làm này, vừa vâng mua làm cái cái gạch nhà này, vâng làm cái nhà mới cái bệt này, có chỗ ở, tức chỗ là vệ có cái chỗ sinh đi đấy, vệ sinh đây, chứ ngày chứ không xưa có là đâu. quê toàn đi chuồng hôi đúng không? Đây, đào cái chuồng hôi xong rồi là làm cái như cái nồi võ này cục rút À, vào. đấy. Thế bà mới cho 5 triệu để mới làm À, cái từ này ngày đây. xưa đấy. Và Vâng đấy, đi được vậy đấy. chứ nó có đâu. Thế nên là mọi người có thể thấy không? Cuộc sống của một cựu tù binh, mặc dù là khi trở về với đời thường Biết là nó thì cũng thay đổi. rất là khó khăn đấy, nhưng là ông cũng rất là cố gắng vì nhà còn đông con, rồi Vâng. là cuộc sống khó khăn, sức khỏe. Khi mà 5 năm tù nó tra tấn cho, 5 năm tù nó tra tấn cho, ngày nào nó vui, nó vui tay nó lấy cái búa cao su ra nó gõ. Nó gõ vào xương như thế, nó đánh vào xương như thế, om hết xương. Đến đấy, nó cứ nhìn ngứa mắt là nó đánh. Rất là dã man trong chiến tranh. Ngoài ra thì lại là còn chất độc màu da cam nữa mà hôm nay cháu mới biết. Bởi vì là nó không chắc là theo cái chính sách của nhà nước thì nó không đủ ngày đủ tháng ở khu vực đó thì có thể là không được, nhưng mà thực ra là ở đấy chỉ cần một ngày thôi mà uống nước ở đó cũng là đủ chết rồi, chứ không phải là phải ở lâu Anh dưỡng ở đấy đấy, anh đấy. dưỡng ở cái khu vực ấy đấy chứ không lâu. À, ăn dưỡng ở đấy đấy ạ, Vâng, bắt đầu vào là vào tới Tây Ninh là anh dưỡng ở khu Tây Ninh đấy, rồi. Vâng. lúc mà từ 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 Bắc. từ Bắc là khi Đi là Trường Sơn đấy, đấy. đi Trường Sơn vào, đúng rồi. 5 6 tháng, 6 Và tháng ấy câu câu ạ. chuyện hôm trước ông đã kể cho con nghe rồi Vâng. đấy, nên là chỉ cần ở và ăn phải những Cái nước. cái nước và cái chất độc dioxin, chỉ cần một ngày Chứ thôi cũng còn đã đủ đủ dọc chết đường rồi. thì dọc đường là hàng hàng ngày là cứ hấm cái vòi ở khe đá là như nước gạo như là À, về ăn đi chứ tức còn gì. là hạ dọc đường Trường Sơn đấy là cứ Vâng. hấn ở cái khe núi ạ. Khe Đấy, núi nó đá và ấy. Anh em thi nhau đấy, thỉnh thoảng đi rất là hấm. hoang tàn quý vị ạ. Đấy, rất là hoang tàn. Đấy, nên là mong sao là nếu mà như mà làm được cái nhà vệ sinh đấy mà dọn được hết, đập cái chỗ này đi thì cũng cho nó sạch đi ông ạ, thì Vâng. tốt quá, chứ để nó cái bếp này nó bị sập này, bão nó sập hết rồi. Đấy, rồi nó lâu ngày quá nó sập hết như này rồi. Thì nếu mà làm cái nhà vệ sinh, đây là một nhà vệ sinh ở vị trí này, thì nối vào từ căn nhà từ gian chính kia xuống thì đập hết chỗ này đi thì nó cho nó gọn ông ạ. Vâng. Đấy, con mong sao là con sẽ cố gắng để con làm được cho ông. Làm bằng bằng cái nhà chỗ Đây, này. tức là mình sẽ làm rộng, làm bằng cái Bằng này cái ra, nhà xây này. tới Vâng. đây thì nó mới được 8 mét, chứ còn chỗ đấy thì không được. Không được. Không được, nó nhỏ lắm. Đang bảo nếu nhà nó có cố gắng làm to tí nữa, Và làm cái giường cá nhân chẳng hạn. và Ngủ tạm ở trong ấy chứ bão gió chẳng hạn khỏi bị chạy. nó đấy, Đang nhất cho là nó cái gọn. bữa to nhất là 9 mét Và nhưng mà thôi điều kiện nó có thế thôi, và làm bằng cái nhà cái khu bé bé này và là cháu sẽ cố gắng để cháu làm được cái này, giờ giúp cho ông, để cho tuổi già làm sớm cho ông, chứ không đến lúc mà ốm nằm đấy nó mệt lắm. Thôi con xin phép là con đi về đấy nhá, hôm nào con vâng lại thôi xuống con chơi với em. ông nhá, Vâng chào ông anh, nhá. tôi sang đám bây giờ Vâng, ông xong đấy, ông sang đám đi ạ. nên Vâng, lên tìm rồi mà nó tiêm rồi nó vẫn đau chứ ạ. Đấy, nó chỉ đỡ thôi, thấy vâng, bà nó chỉ thấy đỡ phần bà nào thôi ông ạ. 3 hôm 5 hôm đó Đấy, và đã ở nhà một mình nữa là buổi tối đó ông hạn chế đi ra ngoài thôi, không không đi đâu. tối đến là ở trong nhà đóng cửa xem thời sự thôi. Vâng vâng tôi cảm ơn anh. vâng cháu đi về đây. Vâng, đấy mọi người thấy không ạ, khi mà hôm nay em sang thì em mới biết rằng là bác lại còn có một người con 7 tuổi mất chất độc màu da cam, lại dioxin đấy, nên là em rất là muốn để làm một cái công trình phụ cho bác. Cái này là cái mà khi mà em biết bác là một cựu tù của Phú Quốc thì em đã lên kế hoạch để mình tiết kiệm, để mình dành một phần của mình dành cho bác để làm cho bác, chứ bây giờ tuổi già rồi ốm đau bệnh tật mà con cái thì ở xa, điều kiện thì không có, nên đây là một cái rất là trăn trở với án từ trước đến nay. Và
Ngày hôm nay thì em về thì em cứ kiểm tra kỹ lại cái khu vực để mà làm nhà vệ sinh. Xin gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện tại nhà Bác Hoàn, cựu tù binh của nhà tù Phú Quốc năm xưa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.